Em chào các bác, hôm nay là chủ nhật của giữa tháng 11. Soạn được mớ đồ lại quay clip tiếp theo. Mà trước khi vào cái đống đồ nghề thì em giới thiệu sơ một đống đồ pin em mới lùa về được hôm nay để chuẩn bị lên clip tiếp theo. Đồ pin có rất là nhiều. Đây có mớ đuôi chuột mới nè. Đây là đồ pin con mài Hitachi nè. Xin lỗi các bác, đồ nghề ha, em giới thiệu đồ pin tí. Mài Hitachi 021 nè, cưa nè, kéo cắt ghép mài rất là nhiều luôn. 171 nè, 148, 160. Nói chung là nhiều lắm. Con này đẹp lắm nè, còn quay luôn. 132, 136, 147, thổi bụi. Đó, rất là nhiều. Bác nào thích mua về dọn liên hệ em luôn. Rồi em review cái ít pin tí. Rồi quay lại cái đám đồ nghề nha các bác. Hôm nay em lên 50 món, mấy bác phản ánh quá kêu là xếp cho nó gọn gàng. Nay em chơi luôn cái này. Em là dân quảng cáo nên chế mấy cái này rất là nhanh, không có vấn đề gì hết á. Dạ rồi, chào các bác, các bác. Xin lỗi, các bác để em một xíu. Em lấy cái thông tin của em. À đây có cuộn dây, quên không lên luôn cái cuộn dây. Rồi các bác mua hàng thì liên hệ với em theo cái thông tin của em ở đây. Em chỉ xài một số điện thoại này thôi nha các bác. Tìm kiếm ở đâu cũng gặp được em. Rồi đồ nghề thì không có ship. Có, em xin lỗi các bác. Đồ nghề thì các bác cứ kiểm tra nhận hàng thanh toán ok, không cần phải cọc cạc gì hết á. Rồi các bác mua hàng thì vui lòng xem kỹ món hàng dùm em để tránh lộn. Sản phẩm em miêu tả rất là chi tiết. Các bác chốt hàng thì vui lòng đọc cái số ở trên đây dùm em. Mấy bác đừng có đọc cái kéo, tại vì em có cuốn sổ theo dõi em đánh số ở trên rồi. Xong nhiều khi mấy bác gọi cái kéo em nhớ cái kéo đó nhưng mà không biết số nó bao nhiêu á. Nên nhiều khi mấy bác sau gọi hỏi nên em không nhớ là cái gì. Nên các bác vui lòng đọc cái số mã đó dùm em ha. Đồ pin thì dễ hẹt à, em nhớ từng con nhưng mà cái kéo này thì nó khó nhớ hơn đống đồ nghề. Rồi không mất thời gian của các bác nữa. Gần chuông lễ nhà thờ rồi, em gần bên nhà thờ. Đây nó có một quận dây điện, em có 3 quận cơ mới lôi về luôn nè. Mấy quận này mấy bác em thấy mấy bác bán toàn chai rưỡi với chai 6 không á. Mà nó còn không được đẹp như vậy nè. Nay em lùa được rẻ thì em bán rẻ cho các bác một chai 3 nha. Em xin lỗi các bác, quận này em không có bán code nha. Bác nào mua quen của em rồi thì em bán code, còn mấy bác mua lần đầu em không code quận này ha. Tại vì nó hơi nặng nên hơi ngại tí, còn mấy cái kia nó nhẹ nhẹ thì không sao. Mấy bác thông cảm giùm em. Đó, rất là đẹp luôn, nước sơn zin của nó nè. Quận này 29m nha các bác ơi. Bọn Nhật nó chỉ sản xuất 29m thôi. 100V có CB chống giật luôn. Nói chung là rất là đẹp, ba cục cục này cũng đẹp hết rồi. Dây dạ rất là ok. Một chai 3 cho một cuộn này và không có bao ship nha các bác ơi. Cái này chỉ bán chuyển khoản cho mấy bác mua lần đầu. Mấy bác mua rồi, mua qua rồi thì em cốt. Rồi nay em lại thôi lên luôn cái này đi. Cái này nó khó bán nè, tại vì nó đắt. Với lại không phải bác nào cũng có nhu cầu dùng. Bác nào quan tâm liên hệ em. Kéo này thì không có số tại vì có mình nó thôi. Con này 700 ngàn nha các bác. Lưỡi còn rất là đẹp luôn nè. Đó. Rồi một em kéo qua một bên. Một bộ đục 2, 4, 6, 7 món từ nhỏ tới lớn. 600 ngàn nha các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 món đục nhật. Từ to tới nhỏ. Lưỡi thì em có mài sơ đi tí rồi đó. Bữa ngứa tay test thử cái mài nhám băng, lôi ra mài thử. Đó. Từ to tới nhỏ một bộ đục như vậy là 600 ngàn nha các bác. Một con Eto kẹp bàn. Chết cha bị thuốc rồi. Eto em có nhiều lắm mà mỗi lần em lên ít thôi để còn có hàng la cho các bác xem. Nó dài tối đa là 13 cm. Nếu mà tính tới đây thôi, từ điểm này tới điểm này đi. Nó dài được 13 cm. Bề ngang nó 14 cm.
Đây tô kẹp bèn khoen. Rang hè mặt còn đẹp luôn á. Con này em quên chưa biết gì. Mặt sau của nó nè. Ê to kẹp mềm. Sáu chấm năm. Chiều này mở chắc được 6 phân. Kéo luôn cho các bác coi. Rồi hết cỡ luôn. Được 5 phân rưỡi thôi các bác ơi. 5 phân rưỡi. Con này nặng hơn 1 ký. Rồi cục sắt này bao nhiêu đây? Cục sắt này 370.000 nha các bác ơi. Cục sắt này 370.000. Còn rất là đẹp luôn á. 370.000 cục sắt này. Con này là Eto số 2 á. 370. Con này mới lô được Sài Gòn về luôn. Rang của nó là caro đen xem vô nhau. Ở dưới này cũng vậy. Các bác có thể thấy nó méo này. Đầu này to, đầu này nhỏ, nó lõm vô để nó kẹp cho nó chắc này. Đó. Con này chắc không biết nặng bao nhiêu nữa. Em chưa lo được cái cân. Em nghĩ nó phải 4-5 ký gì đó. Chiều dài tối đa của nó là 20. Em đo chỗ dài nhất nhé. Từ cái tim này tới đây là 27 cm. Cái đe này khoảng 5 phân rưỡi vuông. Cái này thì 7.5. Cục sắt này 900 ngàn một cục nha các bác ơi. 900 ngàn cục sắt này. Cục sắt số 1. Con này to số 1 ạ. 900. Nước nào sản xuất thì em không biết. Này là sơn riêng của nó này. Đó, tại vì nó đâu có biết cái gì nên đâu mà em biết. Chắc chỗ này có cái tem này mà nó bị bong cái lớp sơn này này nên nó mất theo luôn. Rồi con Eto số 1900. Con này, con Eto số mấy này, số 3. Con này của clip trước này chưa bán được. Con này cũng 900 nghìn luôn. Tên đó là cái này em cũng chả biết là ở đâu ra. Có ngàm kẹp tròn luôn. Này xoay được, xoay được 180 độ. Eto xoay. Cục này 900 ngàn luôn. Cục này cũng khó bán nha. Mài lưỡi bào 600 ngàn thôi. Bác nào quan tâm thì liên hệ em. Mài lưỡi bào cho mấy bác ngành mộc thôi. Cái này cũng khó bán lắm. Lâu lâu thì mới gặp được khách mua thôi. Còn con này thôi cho clip sau đi. Ba con thôi. Rồi một em búa. Em búa số 41, 150 ngàn. Dài 3 tấc. Búa chém hai đầu khác nhau. Số 41, 150 ngàn. Số 40. Búa này làm cái gì em không biết. Đầu nhọn một đầu ấy. Dài 9 phân nha các bác. 9 phân, cái này nhỏ xíu à. Cái này chỉ có được 1 phân 3 thôi. 1 phân 3. Búa này 120 cái, số 40. Bữa nay em làm cái này có vẻ nó gọn nhẹ hơn. Để xếp đồ cũng dễ. Số 30 là một cây kéo. Kéo số 30, 140. Cây nào cũng 140 trong cái đám kéo này, 4 cây này. Các bác xem kỹ giùm em, số 30, 140, răng hàm mặt còn ok ha. Đó. Số 31. Cũng 140 luôn. Số 32 cũng vậy luôn. Còn cái dây của Nhật bộ luôn này, còn chữ Nhật này. Con này khô dầu tí rồi. Lưỡi con này cũng đẹp hết nhá. Nó bẩn bẩn vậy thôi chứ lưỡi con này cũng đẹp hết. 140 số 32. Số 33 cũng vậy luôn. 140.
số 33. Số 34 là một cây kéo cắt tôn. Cây này 200 ngàn đấy các bác. Cây kéo cắt tôn. Em xin lỗi các bác, chưa nói bọn này nó dài bao nhiêu nè. Dài 2 tấc rưỡi nha các bác ơi. Bằng nhau hết. Con này 2 tấc 3. Số 34 kéo cắt tôn. Con này cũng tốt nè. Cắt rất là bén. Cắt mấy cái chỉ thạch cao rất là ngon. Số 200, số 34 200. Số 37. Số 35, số 35. Số 35 con này dài 180 18 cm 170 nè. Có lông đèn xe đè xuống. Lưới còn đẹp. Cái này rửa xà bông như là đỏ cho. Số 35 170 ngàn. Một con kéo bướm. Gọi là kéo bướm không biết nó làm gì nữa. 190 ngàn em kéo bướm này. Nó khắc cái chữ gì lên đây em cũng chả biết nữa. Bác nào thấy hợp thì mua thôi. Số 36 190 ngàn. Lưỡi còn đẹp nha. Không có sức mẹ đi đâu. Nó bẩn bẩn. Ây da, nãy đi Sài Gòn nó bị anh Duyên quất luôn chân cái, hơi bị tay luôn. Số 37, 150 ngàn. 17, 14. Số 38, 120 ngàn. Đuôi chuột số 10. Trái phải, trái phải. Số 39, 17, 19. Em có 17, 19 mới luôn ở trong cái đống kia kìa, em chưa có khui ra. Làm cái clip đi nhà thờ nè. 39, 180 ngàn. Cái búa số 46, 180 ngàn. Cán này dài cho 4, gần 4 tấc. Búa đóng đinh 2/6, gần gần 3 phân đấy các bạn. Nhỏ nhỏ chứ gần 3 phân. Búa đóng đinh, nhổ đinh, cán sợi thủy tinh 180 ngàn. Khá đẹp luôn. Đầu này đóng đinh là bao trượt luôn. Mỏ lết răng vẫn còn nhé các bạn. Mỏ lết răng này. Nặng quá trời nặng luôn, khoảng 5kg. 6 tấc 550 nhé các bạn. Răng hè mặt là còn ok ha. Rồi kìm cốt số 48. Kìm này dài gần 3 tấc 29. 290 ngàn cây kìm này. Kìm cốt. Số kìm cốt số 48, số 49 là 49, biết lộn rồi. Số 49 là một cây kìm cộng lực MMC. Cây này dài 3 tấc 3 nè. Lưỡi còn đẹp luôn nè. Còn nước sơn rin luôn đó. Con này 260 ngàn. Kìm cộng lực 3 tấc. Mà đo dài chắc nó được 3 tấc 3. Đây có cái mỏ hàn 3 bao nhiêu ta? 300W, vỏ này 280 ngàn, điện zin 100V. Điện zin 100V số 50, số 50 280 ngàn, đầu đỏ. Rồi tiếp theo là một em này là theo thứ tự đi. Một cái đầu khoan này của Yukiwa. Đầu khoan này 300 ngàn đấy các bác. Kẹp phim 16 nè. Đầu côn ha. Đầu côn thông dụng của mấy cái khoan bèn á. Tâm lỗ nó khoảng 16 á. Lỗ côn á 16 rồi 16, 5, 17 gì đấy. Có thể kẹp với nhau chính xác rồi. Rồi tiếp theo là một cây kìm cộng lực. Cây này
giống như là chưa sử dụng luôn, lưỡi còn rất là đẹp này. Số 16 150 kìm cộng lực MMC hay là cái gì đây, MMC hãng MMC, dài 2 tấc mốt nha các bác, 2 tấc mốt kìm cộng lực MMC 150 số 16. Hôm nay là kiểu này có vẻ nó gọn gàng. Số 17 là một cây mỏ led răng của Top, mỏ led thôi. Cây này 220 ngàn á, mỏ led 30 à, 300 mm à. Răng của nó nè, ngà mà còn đẹp luôn. Thôi em làm lẻ lẻ, em còn đi lẻ. Cây kìm này to lắm, dài lắm, dài 2 tấc 2, cây kìm này 180 ngàn á. 180 ngàn. Cái này của quen gì đây nha, nó hơi hở một tí xíu thôi nha các bác, hơi hở cái khe này một tí xíu thôi này. Nhưng mà không có bị mẹ này, cắt cũng còn bao ok luôn. Của Queen Tokyo gì đây. Cây này cũng vậy luôn, nó khác cây kia ở cái này không hiểu, nó khác chữ TK gì không biết của cái gì à. Cây này cũng đồng giá với cây kia luôn, cây này số 19. 19 miệng còn đẹp luôn, 180 ngàn. Kìm mỏ quẹ, mấy anh thay bình ga với ống nước này, rất là thích cái này. Sao nó không quẹ, kìm mỏ quẹ, con này rất là đẹp luôn á. Cái này rửa xà bông là mới keo sẽ beng em rồi. Cây này 200 ngàn số 20, 200 ngàn. Cái này dài khoảng bao nhiêu đây, 2 tấc rưỡi. Một cái kẹp, kẹp bonsai kẹp xéo, hơi bị mẻ lưỡi nha các bác, nó chưa có khít đâu, về các bác phải xử lý lại ha. Cây này số 21, 350. Về rà là cái lưỡi một xíu là ok này, 350. Nhìn kỹ cho mấy em cái đó. Rồi. Cây kìm Denko số 22, 100 ngàn. Nó hơi bị dăm dăm đây xíu nha, hơi bị dăm dăm ở chỗ này một xíu. Cây này dài 2 tấc, 1 tấc 95 với 2 tấc, có vỏ cách điện luôn, của Denko số 22, 100 nghìn. Lại còn một em kìm mỏ nhỏ, còn đúng một con, có 2 con, còn có con răng cỏ nó đây, răng còn tương đối đẹp ha, chỗ này bị mất một răng xuống xuống này, chỗ này còn lại là ok, hàm trên thì còn nguyên thôi. Cây kìm số 23, 250 này. Một cây kìm của Lotte, không biết kìm gì, không biết gọi là cái gì, cây này số 24, 130 ngàn. Một trăm hai mươi ngàn cho một em búa số 25 này, còn tem của nó luôn, 100 gram. Mà em nghĩ chắc nó hơn lẹ, cả kén nó hơn lẹ, nó tính cái này trăm thì phải. Cái này bằng sáp nè, có hai đầu nhựa này, không biết nó sản xuất ra để làm cái gì không biết. 120 ngàn cho em này, số 25, búa đóng ghim, búa đóng đinh nhổ đinh số 20, 26. Con này dài 2 tấc rưỡi nè, đóng đinh nhổ đinh, nặng chắc khoảng 3 lạng hay 4 lạng nhỉ. 150 cái búa này, đầu này đóng bao giờ nó chòe này. Thank you.
số 27, 120 ngàn. Là một cái mỏ hàn 60W, điện zin 100V, 120 ngàn. Số 28 là một cây mỏ led của hãng gì đây, super này. Thân nhôm nha các bác, thân nhôm nó rất là nhẹ. Răng này là răng nhuyễn đấy, răng nhuyễn kẹp đồ là nó không bị phá đồ. Nó thiết kế cong để ôm tròn cái vật liệu. Cái ngàm mà nó thiết kế cong một xíu nè để ngậm cho nó chắc. Con này 3 tấc, 250 nha các bác, 250 em này. Số 28. Cái đầu búa số 29. Đầu búa này còn rất đẹp luôn. 120 ngàn các bác về làm kén ha. Có kén con này vô cả 2 xị. Số 1, số 2 là hai con dao này. Đồng giá 120 ngàn con. Dao ghép cây. Con này nó có cái bao luôn á, mà không biết nó lẫn mất tiêu ở đâu luôn. Đối là rất là đẹp luôn. Đồng giá số 1, số 2, 120 ngàn dao ghép cây. Lưỡi rất là đẹp luôn nè, còn đen thui luôn mà nó bị cấn sọt gãy này rồi. Bao còn rồi. 120 ngàn đáng rẻ cho các bác không, 120 ngàn con dao này nó dài cũng lắm á, dài tới 2 tấc 3 này, lút kén luôn. Số 3 mà sao lại biết 24. Số 3 120 ngàn đấy bác, con dao số 3. Cây kéo số 4 120 ngàn, cây này dài bao nhiêu đây? Không biết nó cắt cái gì mà không biết. Dài 2 tấc luôn. Nó như vậy đó. Cái gì Japan đây nè. Không biết nó cắt cái gì để em không biết. Cây này 120 nghìn. Số 5 là một cây kéo cắt cành. Nó đen đen vậy thôi nhưng mà nó là bén, mấy bác cắt cành bonsai là nhìn là hiểu. Mất con ốc rồi, các bác phải kiếm con ốc gắn vô con ốc 6 ly thông dụng của mình. Cây này 400 ngàn, đẹp len keng luôn. Đó. Xem kỹ giùm em phát. Kéo này bán cũng chậm nè. Tại vì mấy bác chơi bonsai cũng ít. Ở trong cái tay của em mà cơ khí đúng không ạ? Còn này em mới thằng fan chơi thôi. Cây số 6, 130 ngàn, một cây kìm cắt. Lưỡi còn đẹp luôn. Có cái lỗ để cắt dây điện không bị đứt. Ai xài con này rồi mới thấy sự tiện lợi của nó, tại sao nó lại đạp như vậy, để đi cắt chân nó rất là trong cái góc góc rất là tiện. Cây kìm số 6 130 ngàn của cái hãng gì không biết mà có chữ Japan ở trên thân kìm. Trăm năm chục ngàn, đáng lẽ em còn một cặp lưỡi cũ nó dính như này em tặng các bác mà nó mất tiêu rồi, nên thua. Nó dán băng keo nó rất đâu mất tiêu, còn thấy có một cái thôi. 150 ngàn, lưỡi bào Makita. Thông số của nó đây nè, 1 tấc mốt. Hàng chưa khui luôn nhé. Số 8, 120 ngàn của em mua. Về đóng đinh thôi. Số 8, 350 em rút đi về này, rút đi về plotter đầu điếc là còn nguyên si luôn. Số 9, 300 cái đuôi chuột số 17-14, đuôi chuột 17-14, 150
cái kéo số 11. Nuôi chuột là số 10, cái kéo số 11 250 cái. Kéo cắt cành. Dài 18 nha các bác. 18 số 11. Còn còn 3 món nữa thôi là kết thúc chương trình rồi. Cây kìm số 13, 140 một cây. Không biết làm gì luôn á. Ở đây chỉ biết hợp kim hoặc là bén. Và không có gì mẹ. Cây này dài chắc khoảng 2 tấc. Đúng rồi, 2 tấc luôn. Cây kìm nó 130 ngàn. Con dao gấp này. Cái này gấp vô đây được. Con dao gấp này 200 ngàn số 12 nha các bác. Lưỡi còn đẹp luôn, chưa có bị mẻ miếng nào ha. Đường mài zin của nó còn luôn. Rồi, kết thúc chương trình là một em kìm số 14, 300 ngàn. Kìm chết. Dài 2 tấc 1, 2 tấc 2 vậy. Everball gì đây nè. Hàng bãi vậy. Cây này 300 ngàn nha quý. Đang cổ còn ok. Các bác quan tâm thì liên hệ với em theo cái thông tin của em vừa đưa hồi nãy, 0933636126. Em tên là Quý ở Trà Bom, Đồng Nai. Rồi, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái clip tiếp theo của em. Còn bác nào thích ngó lòng vòng thì em quay cho các bác ngó một lượt khu nhà em, khu ổ chuột. Đây là cái đống pin đó. Chuẩn bị em sẽ về cái lô gì ta, máy cưa, máy phát cỏ, đang gom hàng về rồi. Đó, bác nào thích ngó chơi được cái gì thì chơi thôi. Đồ nghề thì vẫn còn nhiều, em chưa soạn ra hết. Đó vẫn là cái bảng quen thuộc bán đồ pin của em. Rồi chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo.